Bây giờ mình sang dạng thứ hai. Dạng thứ hai là có dạng dạng tổng quát của nó là dạng A nhân B lớn hơn A nhân C. Đấy. Dạng này dễ bị nhầm này, nhiều bạn sai dạng này lắm. Dạng này cực kỳ người sai luôn. Các bạn thấy dạng này có gì đặc biệt không? Có gì đặc biệt không? Có cái đặc biệt là cái này này. Đấy. Cái này này. Tức là hai bên của thầy đều là nhân tử chung là A đúng không? Nhân tử chung của thầy đều là A. Đấy. Chuẩn chưa? Nhân tử chung là A. Thì rất nhiều bạn nhé. Là các bạn chia A luôn. Cái lỗi sai hay gặp này. Lỗi sai hay gặp nhé. Là nhiều bạn ấy phải là chia luôn A. Thì còn lại B lớn hơn C. Đây là cái sai. Rất nhiều bạn chia cho A luôn. Vậy dạng này thì mặc dù nó vẫn na ná dạng kia thôi, nhưng mà bạn phải xử lý tinh tế một chút thì ok hơn. Thì ở đây phải có chú ý nhỏ. Chú ý nhỏ. Một chú ý nhỏ để mình làm bài cho hẳn hoi. Là muốn chia cho một số thì số đó phải khác không đã. Tối thiểu số đó khác không, và nhớ thầy như sau, cụ thể hơn là chia số âm, chia cho số âm thì phải đảo chiều. Chia cho số âm thì phải đảo chiều, và nhớ là chia cho số dương thì không đổi chiều. Một chuỗi kinh điển nhé. Mục tiêu của thầy là thầy vẫn chia cho A thôi, nhưng mà các bạn chia ngay thì là sai, mình không thể chia ngay được. Đấy, các bạn chú ý cho thầy như vậy. Cái dở ở chỗ đấy là mình không thể nào chia một phát ăn ngay được, đúng không? Mình phải tinh tế xử lý một chút. Ok chưa? Thầy lấy ví dụ cho mấy đứa hiểu. Ở đây. Ví dụ ngay thôi. Ok không nhỉ? Hôm nay mình sẽ học hai dạng toán nữa. Dễ dễ thôi. Ví dụ một. Dù là dạng toán nào thì phải cố gắng chắc cho thầy cơ bản nha. Tối thiểu là các công thức dạng cơ bản phải nhớ. Phải làm bài tập mới nhớ được. Ví dụ 1. Giải các bậc phương trình sau. Đấy. Câu 1. Ví dụ là x trừ 3 nhân căn của x bình trừ 4 nhỏ hơn bằng x bình trừ 9. Rồi, câu này thì các bạn phải phức tạp đúng không? Tích ở ngoài thì có căn lại phức tạp. Bình phương lên ngay thì có vẻ chưa ổn lắm vì mũ nó to. Vậy bây giờ nhé, trước khi làm thì cái điều kiện đó nhỉ? Điều kiện là x bình trừ 4 phải lớn bằng 0. Vẽ trục số nhỏ nhỏ ra, các bạn vẽ trục số nhỏ nhỏ cho thầy. Đấy, đây là trừ 2 này, đây là 2, quy tắc đánh dấu trong trái ngoài cùng âm dương dương đúng không? Vậy mình giải ra x thuộc cái gì? X sẽ thuộc từ âm cùng đến trừ 2 hợp với cả 2 đến dương cùng. Đấy là cái cơ bản. Hiểu vấn đề chưa? Rồi, thì bây giờ nhé. Nhìn thì có vẻ là chưa phải dạng mình đang học đâu, nhưng các bạn chú ý cho thầy một chút là cái vế trái có thể x bình trừ 9 đúng không? Thầy hoàn toàn có thể phân tích thành gì nhỉ? Cái tương đương ngay này, tương đương ngay cho thầy nhé, là mình viết thành như sau: x trừ 3 nhân căn của x bình trừ 4. Đấy,
nhớ bằng gì nhỉ? X trừ 3 nhân x cộng 3. Công nhận bên này không? Thì gọi đây là sao? Phần này sẽ hơi dài nhé, trình bày hơi dài một chút. Các bạn nhìn như này này, ở đây mình có cái chung chưa? Cái chung là x trừ 3. Nghe thật kỹ. Vậy mục tiêu của thầy là gì? Thầy phải khử x trừ 3 đi đúng không? Khử x trừ 3 đi. Rồi, nhưng mà khử tức là mình phải chia đi đúng không? Thì muốn chia thì phải số đây khác không á. Thì bây giờ mình sẽ trường hợp 1. Trường hợp 1 là x trừ 3 bằng 0. Đấy. X bằng 3. Vậy suy ra ngay bước phương trình là gì nhỉ? Bước phương trình sẽ là gì? Thay 3 vào bước phương trình sẽ là 0 nhỏ bằng 0. Cái này là cái đúng. Vậy suy ra ngay x bằng 3 là gì? Tức là trường hợp 1 của thầy, thầy lấy giá trị x bằng 3. Thầy lấy giá trị x bằng 3. Ok. Mình sang trường hợp 2. X trừ 3 dương. X trừ 3 dương tức x lớn hơn 3 không? À, x lớn hơn 3. Rồi, khi đó nhé, thầy chia. Chia hai vế của sao cho x trừ 3. Mục tiêu thầy muốn bỏ x trừ 3 mà mày đứa, hiểu vấn đề không? Thầy chia hai vế của sao cho x trừ 3 nhé. Chia cho số dương thì không đảo chiều đây này, sao này, cái sao mình đây. Chia số dương không đảo chiều vậy còn lại gì nhỉ? Cái sao của mình sẽ còn lại gì? Cái sao còn lại gì đây? Là căn của x bình trừ 4 nhỏ hơn là bằng x cộng 3. Dạng này là dạng căn A nhỏ hơn B chưa? Nghe nhận xét nhanh nữa làm nhiều. Nhận xét này, x lớn hơn 3 thì x cộng 3 luôn dương rồi. Thì tương đương ngay bình phương hai vế không biết x bình trừ 4. Bình thường nhá, đây là dạng căn A nhỏ hơn B đúng không? Nhưng mà các bạn phải chú ý với thầy là vì bình thường mình phải điều kiện là B dương đúng không? B không ngâm, A không ngâm thì bình phương lên đúng không? Nhà bạn nào là về nhà rồi thì sẽ nhớ. Nhưng mà nhận xét ngay là x lớn hơn 3 nên x cộng 3 dương chưa? Vậy mình không cần thiết bình phương nữa. Các bạn hiểu vấn đề không? À, không không cần thiết phải là điều kiện nữa. Rút gọn cho thầy lại. Rút gọn ngay cho thầy lại nha. Vậy mình sẽ có là 6x lớn hơn bằng trừ 13. Vậy x lớn hơn là trừ 13 phần 6. Ok, nhưng mà nhớ là kết hợp điều kiện, kết hợp với điều kiện. Tức là các bạn lấy cái này. Trường hợp 2 của thầy là thầy chỉ lấy những giá trị x lớn hơn 3 thôi. Tối thiểu là vậy. Và mình giải bất phương trình ra cái này đúng không? Đấy. Thì kết hợp điều kiện là mình phải lấy cái, thầy gọi lên là cái 1 này. Gọi là cái 1 nhé. Đây là cái 1. Đây là cái 2. Là x thuộc cái 1 sau 2. Đấy. Các bạn hiểu vấn đề không? Vậy x thuộc cái gì? X sẽ phải lớn bằng 3. Các bạn tự đề ra cho thầy. À, x lớn hơn 3 này, sorry. Tự đề ra giúp thầy. Tức là chốt lại, hạ lại là trường hợp 2 của thầy là thầy lấy những giá trị x lớn hơn 3. Xong. Hiểu chưa? Đấy, x lớn hơn 3. Rồi, thế sang trường hợp 3. Trường hợp 3 là x trừ 3 nhỏ hơn 0. X nhỏ hơn 3. Rồi, x trừ 3 nhỏ hơn 0, vậy sẽ chia, vẫn chia hai vế của sao cho gì nhỉ? Cho x trừ 3. Nhưng mà nhớ là chia cho số âm thì phải đảo chiều, tức là mình tương đương ngay là gì? Tương đương ngay là gì nhỉ? Là căn của x bình trừ 4 nó phải lớn hơn hoặc bằng x trừ 3. Rồi, hiểu vấn đề không nhỉ? Cái này luôn đúng này. Nhận xét ngay, nhiều cái các bạn làm nhận xét ngay các bạn làm rất là nhanh. Nhận xét ngay nhé. X nhỏ hơn 3 là sau x cộng 3. X cộng 3. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ mình sẽ, cái dạng này dạng cơ bản chưa? Mình chia hai trường hợp cho thầy nhé. Trường hợp 1
Ở trên mình điều kiện A dương thì thôi, trừ một x cộng 3 âm. Bình thường phải là A dương nữa đúng không? Nhưng mà A dương là điều kiện rồi. Thì vấn đề không nhỉ? Trường hợp 2 là gì? Là x cộng 3 lớn bằng 0. Bình phương hai vế lên tức là x bình trừ 4 lớn bằng x cộng 3. Mình sẽ làm hơi tắc một chút. X nhỏ hơn trừ 3 này. Cái dưới các bạn ra x lớn bằng trừ 3. Tự giải cái này các bạn sẽ ra x nhỏ hơn bao nhiêu? X nhỏ hơn là bằng là trừ 13 phần 6. Đấy. Vậy thằng này giao của hai thằng này lại, tức là mình có là ngọc vuông x nhỏ hơn trừ 3 này. Thằng này các bạn giao lại cho thầy x lớn bằng trừ 3, tức x thuộc từ trừ 3 đến trừ 13 phần 6. Kết hợp cả hai cái này lại, kết hợp cả hai cái này lại để suy ra ngay nhé. Để suy ra ngay là x hợp của hai thằng này lại, nhớ không? Lấy cái này hợp cái này, các bạn sẽ ra x nhỏ hơn bao nhiêu? X nhỏ là bằng gì nhỉ? Trừ 13 phần 6. Rồi nhưng mà đến đây trong trường hợp 3 nhé, là kết hợp điều kiện. Tức là tiểu sẽ gọi đây là 4 này, gọi đây là 3 này, là điều kiện này. Giải bất phương trình ra được là 4 này, x sẽ thuộc cái 3 ra 4. Vậy xin anh ngay là x nhỏ bằng trừ 13 phần 6. Bài này nó khá nhiều trường hợp đấy, rất nhiều trường hợp. Vậy kết luận cuối cùng x phải thể trừ 1 hợp với trường hợp 2 hợp với trường hợp 3. Đã. Tức là 3 trường hợp hợp với nhau, 1, 2, 3. Được chưa nhỉ? Các bạn hợp vào trong cho thầy. Hợp vào thì bạn sẽ ra cái gì đây? Sẽ ra là hợp, tức là gộp vào với nhau ạ. Các bạn sẽ ra x thuộc từ âm vô cùng đến trừ 13 phần 6 hợp với cả 3 đến dương vô cùng. Ok. Bài này thì chỉ nhấn mạnh các bạn giờ chỗ chia thôi. Chỗ chia hết sức quan trọng. Nó ná bài trước là quyền nên phải nhận năn ná bài quyền buổi trước ấy. Thì đây là Thì chia thích thôi em cái chỗ thế này, nhỉ. thì thích cho em cái chỗ mà ra x, cái chỗ ra hai, cái trường hợp hai thì trường hợp ba thì cái chỗ mà x cộng 3 lớn không và x trừ 4 lớn bằng x cộng 3 bình, thì giải thích em tại sao ra cái đấy. Chỗ này á, trường hợp 2, trường hợp 3, trường hợp Trường hợp 2 đúng 3 ấy, ba ấy. đây á. Vâng. Ủa em chia hai cái dãy trừ 3 đúng không? À, vâng. Nhưng mà x từ trường 3 này thì sẽ x trừ 3 âm nhỉ? Chữ 3 rồi ạ. Sẽ x trừ 3 âm thì chia số âm phải đảo chiều. Nhớ, ví dụ như kiểu trừ 2 lớn hơn trừ 4 này em muốn tìm x đúng không? Thì em chia sao bao nhiêu? Em chia cho anh thứ hai ạ. Để chia trừ 2 phải đảo chiều, thế x sẽ nhỏ. Em hiểu chưa? Em là sao lại ra x 3 lớn bằng không và x trừ 4 bình lớn bằng x cộng 3 bình như thế? Em vẫn Không không chở nhớ ra này á, sao như vậy? trời ơi, dòng này là điều kiện bất phương trình cơ bản căn a lớn b như là lý thuyết cho thầy dạng cơ bản À, chưa, rồi ạ. đây là dạng cơ bản hai trường hợp nhé. Trời ơi Rồi, em hiểu rồi ạ. mày không làm được ở nhà đúng không, Không, em giờ em mới ngỡ luôn. chắc ba dạng cơ bản nhá. Đây là ba dạng cơ bản này, mục tiêu chính của mình ý là vẫn quy về ba dạng cơ bản thôi mày, được ạ, phải chắc thì mới ra được bài. Tổng quát là như vậy. Nó sẽ hơi dài một chút. Mục tiêu của mình ấy là mình muốn khử được cái chung đi và cho 2 phút ngắm lại, vừa chép và ngắm lại cái như. Đấy. Trong đề cương thì có một số câu tương tự để các bạn có thể luyện tập cho quen tay. Phần này nó sẽ hơi rối ở phần kết hợp điều kiện. Tức là các bạn hiểu là trong mỗi trường hợp nó là từng bài toán nhỏ đấy, thì các bạn làm xong và kết hợp với điều kiện của cái trường hợp đấy, hiểu vấn đề không? Như kiểu trường hợp 2 của thầy là thể x lớn hơn 3 thôi, thì khi bạn giải xong ấy thì các bạn phải lấy tập nghiệm đấy ra với x lớn hơn 3 thì ra từng điểm cuối cùng của trường hợp 2, kiểu như vậy. Nói chung là nghe thật kỹ à, 1 phút nữa nha, các bạn cứ xem đi. Chưa hiểu thì hỏi thầy.
Nào, ok chưa? Thùy Linh ok không? Có. Rồi. Ok. Thế bây giờ các bạn làm một câu tương tự cho thầy nhé, một câu tương tự thôi. Tương tự cho con này này. Số 2. Luyện cho quen tay. Trong đề cương có những câu như thế này này các bạn. Làm được một lấy điểm trên lớp. Rồi. Làm thử xem nào. Thử chuẩn bị trước 2-3 phút nha. Tối thiểu là khi làm bài ấy, các bạn cố gắng điều kiện cho thầy. Phải có điều kiện. Hiểu vấn đề chưa? Làm mà không điều kiện là có ngày sai vỡ mặt đấy. Hai phút nữa thì gọi nha, các bạn cứ chuẩn bị trước đi, nó cơ bản thôi. Mục tiêu chính là đưa được những lại cơ bản. Tuần sau ôn tập thì sẽ dạy một số cách làm nhanh của phần này. Tức là mình không cần thiết phải cất giấu nữa.
nào, cụ chuyển ra dần đến thầy nhé, dần dần đến thầy thôi. Nó tương tự. Mai anh ở trên điều kiện mai này. Điều kiện. Thầy điều kiện là x bình trừ 3 x trừ 4 Đúng không? lớn hơn bằng không ạ. X thuộc cái gì? X sẽ thuộc nửa đoạn từ âm vô cùng đến âm 1 hợp với đoạn nửa đoạn 4 đến dương vô cùng ạ. Ok, đó. Vậy trường 1, à, cái tâm trình tương đương gì nhớ mất phương trình tương đương gì? Tương đương là x cộng 2 nhân với căn x bình trừ 3x trừ 4 nhỏ hơn hoặc bằng x trừ 2 nhân với x cộng 2 ạ. Rồi, à, ok. Nào, ở đây thì sao nhé? Chia mấy trường hợp nhỉ? Chia 3 trường hợp ạ. Rồi, trường 1 là x cộng 2 bằng 0. Thì bằng nhiêu? X bằng trừ 2 ạ. Rồi, nó không chính xác là gì? Các phương trình là không nhỏ hơn hoặc bằng không. Luôn đúng ạ. Luôn đúng vậy, mình có x bằng trừ X 2. trừ 2 là nghiệm ạ. Rồi, ok. Tiếp tục trường 2. Trường 2 là x cộng 2 lớn hơn không ạ? X lớn hơn chín không? X lớn hơn trừ 2 ạ. Rồi, vậy suy ra ngay các phương trình sẽ Quy trình sẽ là căn của x bình trừ 3x trừ 4 nhỏ hơn hoặc bằng x trừ 2 ạ. x căn của x bình trừ 4. Cái này nó nhỏ hơn gì nhỉ? Nó x trừ 2. Rồi, ok. Đấy thì ngon chưa? Căn A nhỏ hơn B, giải thôi. Các điều kiện là gì nhỉ? X trừ 2 phải lớn hơn không này. Bình phương lên cho thầy. X bình trừ 3x trừ 4 nhỏ hơn trừ 2 tất cả bình ạ. Đó, đơn giản nhé, tôi đưa ngay là gì? Tương X đương lớn với 3. x lớn hơn 2. Ở dưới gọi là gì nhỉ? Là chưa? X trừ 8 nhỏ hơn không ạ? X trừ 8. Đúng không? X trừ vậy x trừ 8 nhỏ hơn không? X nhỏ hơn 8 đúng không? Vậy tổng kết lại ra là x thuộc bằng nhiêu? X thuộc từ 2 đến 8. Thuộc từ 2 đến 8. Rồi, nhớ là trong trường 2 nhất là mình xét những cái x lớn hơn trừ 2 đúng không? Vậy kết hợp điều kiện. May hiểu dòng này không? Có. X thuộc cái gì? À. Tức là mình lấy cái này, mình lấy màu vàng làm ra cái màu vàng. Đây là cái gì? Thầy, đợi em. X thuộc 28 ạ. Đúng rồi, ok. Và trường 2 thì lấy những giá trị x thuộc khoảng từ 2 đến 8. Ok nhé, rồi. Mình sang trường 3 nào. Đã không quen rồi đấy. Trường 3 Trường là gì? 3 là x cộng 2 nhỏ hơn không ạ? Nhỏ không, tức x nhỏ hơn. X nhỏ hơn trừ 2 ạ. Rồi, cái đó bắt phương trình là gì? Đó bắt phương trình là căn của x bình trừ 3x trừ 4 nhỏ hơn x trừ 2 ạ. Căn của x bình trừ 3 x trừ 4 nhỏ hơn x trừ 2. Được chưa? Lương gì nhỉ? Tương đương với x trừ Ừ, 2 x trừ nhỏ hơn. 2 thì nhưng mà sẽ sai ấy, em ạ. Chỗ này như là dấu của mày mất dấu cái này, đang là dấu nhỏ hơn bằng này. Đây là bằng này. Đúng không? À, Đây, mất dấu đấy. Thế là nó phải là đoạn. Đấy rồi. Nhìn lại x nhỏ hơn trừ 2 thì
Em chia x cộng 2 đúng không? Chia x cộng 2 bắt chương Vâng. trình sẽ là gì? Chia cho số âm thì phải đảo, đảo chiều, tức là Hợp chia đúng chiếu lớn hơn chia 2 lớn bằng ạ. rồi. Và nhận xét này, nhận xét ngay, bình thường có hai trường hợp đúng không, bài giảng này quen chưa, hai trường hợp ok không? Nhưng mà nhận xét ngay nhé, nhận xét ngay, có những bài ấy, các bạn nhìn nhận xét ngay rất là nhanh, mà anh nghe một chút để các bạn cùng nghe nhé. Nhận xét là với x nhỏ hơn trừ 2 thì x trừ 2 âm dương, mà x trừ 2 âm dương X chứa hai âm à? à, âm, tức là kể về phải em âm âm chưa, Vâng. kể về trái em thế nào nhỉ, Thì trái sẽ dương ạ. luôn dương, vậy suy ra ngay là gì, à vậy sẽ là vế trái luôn dương chưa, vế phải luôn âm, vậy suy ra ngay là luôn cái bất trình một luôn đúng, luôn đúng, em hiểu không đấy, Vâng. và suy ra ngay là x nhỏ hơn trừ 2 là gì. Mày Nghiệm hiểu hiểu cách làm nhanh ý không? đó. Tức là một số bài đặc biệt thì mình nhận xét nhanh cho nhanh. Vậy kết luận cuối cùng nhớ là nhớ chỗ này phải ra được. Tức là x kết luận nhé, là nhớ cái này là x phải thuộc cái gì? Trường 1 này, còn trường 2 này, còn trường 3 này. Được bao nhiêu với sao cái điều kiện nhé. Nháp thôi. Vậy x được bao nhiêu? Hình như bài trên thì thiếu ra điều kiện. Nào, trường 1 là lấy trừ 2 này, nhỏ hơn trừ 2 này. Tổng kết lại là x nhỏ hơn trừ 2 không? Vâng. Tức là x thuộc gì nhỉ? Là âm vô cùng đến Đến trừ hai. trừ 2. Được chưa? Hợp với gì nhỉ? Hợp với cả trừ 2 đến. Hai đến tám. Rồi, được bao nhiêu? Cái này được bao nhiêu này? Được bao nhiêu đúng không? Được bao nhiêu mình giao cả cái điều kiện. Điều kiện là gì? Điều kiện là cái này, Là điều kiện rồi với x thuộc bao nhiêu, chung với lại là nó trục số ra, nó trục số nhé, đây là rộng rộng nào, cái này của mình nhé là lấy nhỏ bằng trừ hai, cho nên nhỏ bằng trừ hai, nhỏ bằng trừ hai này và từ hai đến tám này, em bỏ thêm cái gì nhỉ, bỏ em cái bỏ này cái đoạn ở giữa. và bỏ cái này ngoài đúng không, Đó. điều kiện là màu vàng nhé, là x nhỏ hơn trừ một, trừ một ở đây và x lớn hơn bốn, em bỏ những cái gì, Em bỏ đằng sau trừ một và đằng sau bốn. mình sẽ bỏ ở giữa trừ một, Đấy. nhỏ hơn trừ một mà lớn hơn bốn mà, hiểu không? Rồi vậy em còn lại những cái gì nhỉ? Còn lại cái gì? Là từ âm vô cùng đến trừ 2 hợp với 4 đến 8 ạ. Ok, thế là cách làm cơ bản là vậy. Các bạn hiểu vấn đề không? Nhớ là phải ra được như câu này thì trên quên đi ra điều kiện đúng không? Nhớ chỗ này được bao nhiêu ra điều kiện này, câu này, này. Nhưng may mắn là ra điều kiện rồi, mình phải lên và khi ra điều kiện rồi. Vẫn được, vẫn được. Về cơ bản cách làm bài này hiểu chưa? Tức là nhớ các bạn là không được chia ngay, mình quan sát xem là cái cụm mình cần chia ấy, nó âm hay nó dương như là thế nào. Mình xử cho nhanh. Hiểu vấn đề không? Để có xem cái cụm từ chia có ổn áp hay không. Đấy. Và tùy vào đó thêm điều kiện như thế nào. Các bạn mà chia này là sai đấy.
Hiểu vấn đề không nhỉ? Dạng toán nó chỉ có thế thôi. Và trong một số trường hợp mình sẽ xử lý nhanh chỗ này như trường hợp 3 chẳng hạn này. Giả sử như trường hợp 3 ấy, mình xử lý nhanh là gì? X nó trừ 2 thì vế phải luôn âm, vế trái luôn dương, vậy là luôn đúng. Hiểu vấn đề không? Rồi ví dụ câu này nhé. Mình sẽ tinh tế một chút là nếu mà thầy, các bạn nghe này, với điều kiện là x nhỏ hơn trừ 1 và x lớn hơn 4 đúng không, thì x cộng 2 của thầy là thầy không biết nó âm hay nó dương khi nào cả. Nhưng mà tùy vào bài toán nhất là với điều kiện mà phù hợp đẹp đẹp một chút thì mình có thể xem xét là cụm mình cần chia là nó có dấu âm hay là dấu dương để mình chia luôn, như vậy nó sẽ nhanh hơn. Thầy lấy ví dụ như sau, lấy ví dụ như thế này cho mấy đứa hình dung này. Ví dụ nhá, à, cô ba này, ví dụ cô ba là như kiểu là x cộng 2 nhân căn của x cộng 1 chẳng hạn, là vậy. Cái nhỏ hơn hoặc bằng là x bình. Cộng 2. Thế giả sử thế, nhỏ hơn x bình cộng 2. Đấy. Nào thử suy nghĩ một chút nào, mặc dù là tương tự thôi nhưng mà các bạn tinh tế một chút thì mình sẽ xử lý nó nhanh hơn, là nó gọn hơn. Nào thử suy nghĩ một chút. Nào, có ai có ý tưởng gì không? Nào. Các bạn nào thấy có gì đặc biệt ở trong này không? Thử phát biểu nào. Vẫn là cái dạng mình đang học đúng không? Nhưng mà câu này nó sẽ một tí khác lạ ở đây. Đó. Tuấn Hải à? Nhìn ra là gì đặc biệt không? Em thấy là có điều kiện x lớn hơn bằng trừ 1 ạ. Ừ, điều kiện nhá, điều kiện là x lớn hơn trừ 1 này, ok rồi. Cái bất phân trình tương đương gì nhỉ? X cộng 2 lớn hơn bằng Căn của x cộng 1, bé lớn bằng gì? X nhân x cộng 2, đúng không? Vẫn là ẩn chung là gì? Ẩn chung vẫn là x cộng 2, nhưng bài này mình có chia được ngay không? không ạ.
Không chia thành ngày à? Tức là một, nó là một thói quen nhá, các bạn nghe thật kia thành một, ok tối này thôi, nó thành một thói quen là nhìn thấy cái chung thì chắc chắn các bạn sẽ phải chia rồi. Thành một thói quen cho thầy là khi chia x cộng 2, mình quan sát cho thầy là x cộng 2 của mình ý, dấu nó âm hay là nó dương, mình có phải chia trường hợp gì hay không. Đấy là những câu hỏi hay gặp, âm hay dương, mình có phải chia trường hợp gì của nó hay không. Thì bây giờ nhé, ẩn chung là x cộng 2 này, đấy x cộng 2 chưa. Thì bây giờ nhận xét một chút là điều kiện của mình x lớn trừ 1 đâu, nhận xét là với x lớn trừ 1 thì đối với các bạn biết là x cộng 2 của thầy ấy, âm hay là dương. X cộng 2 âm hay dương. X cộng 2 âm hay dương mình nhỉ? Đúng rồi, x cộng 2 sẽ mang dấu dương chưa? À, vậy bài này có phải chia ba trường hợp không? Mục tiêu thầy chia trường hợp mình phải hiểu mục ý đồ của thầy là gì. Mục tiêu thầy chia trường hợp nhé là thầy muốn bỏ đi cái chung đi thôi. Đấy thì thầy chia những trường hợp như vậy. Còn bài này nhé, mình có x cộng 2 dương rồi, vậy suy ra ngay. Không phải chia, vậy suy ra bất phương trình một đi. Vậy suy ra ngay bất phương trình một nó tương đương gì nhỉ? Tương đương gì? Là căn của x cộng 1 nhỏ hơn là bằng x. Đúng không? Căn x cộng 1 bằng x. Chuẩn vấn đề chưa? Chia số dương không đảo chiều mà. Vậy cái tương đương gì nhỉ? Tương đương gì? Tức là ngon rồi. X lớn bằng 0 này. Bình phương lên thôi. Bình phương lên sẽ là gì? X cộng 1. Ở trên điều kiện là cái A dương rồi, không phải điều kiện lại nữa. X bình. Đấy. Nhiệm hơn sau một chút. X lớn bằng 0 này. Và x bình trừ x trừ 1 lớn bằng 0 này. Nghiệm là hơi xấu nhá. Hơi xấu một tí. Ở đây nghiệm nó sẽ là gì nhỉ? 1 trừ căn 5 trên 2 với cả 1 cộng căn 5 trên 2. Đúng không? Dấu của nó sẽ là âm dương dương. Các bạn giải vào này tức là x như thế nào đây? X lớn bằng 0 này. Cái dấu x thuộc cái gì? X thuộc từ âm vô cùng đến 1 trừ căn 5 trên 2 hợp với cả 1 cộng căn 5 trên 2 đến dương vô cùng. Đúng chưa? Lấy ra lại cho thầy. Vậy suy ra ngay là gì thôi? Là x lớn bằng 1 cộng căn 5 trên 2. Đấy. Ok. Nhớ là kết hợp với điều kiện. Điều kiện của mình là x. X lớn bằng trừ 1 này. Suy ra x thì cũng là x lớn bằng 1 cộng căn 5 trên 2. Hiểu vấn đề chưa? Cố gắng là phải kết hợp với điều kiện thật chuẩn giúp thầy. Hiểu không? Ok chưa mấy thanh niên? Đấy. Tức là một số bài ngắn gọn thì mình có thể là tinh tế mình chia ngay. Mình đưa về những bài tập cơ bản. Đạt nghe hiểu được không nhỉ? Khoa Nam ok ha. Dạ có ạ. Vân ổn chứ? Vâng ạ. Rồi, đấy, ý thầy là muốn như vậy thôi. Tức là mình tinh tế một chút thì mình sẽ rút ngắn bài toán lại, làm rất là nhanh, mình không cần phải làm dài nữa. Ok chưa? Đấy, ý là như vậy thôi. Rồi, thầy có 4 tương tự nhé. Các bạn thử làm thầy nhanh như thầy. Câu 4 thầy cho 3 phút chuẩn bị. Nhớ về điều kiện nha mấy đứa nha, điều kiện cho thầy.
Dạ, 1 phút nữa thì gọi thử xem đi ra tạm biệt thôi. Nào, có ai ra mặt lại cho thầy không? Thử xem. Mục tiêu mình là bỏ đi cái chung đi. Nếu bỏ thì đánh giá một chút là được. Nào, thử khoa Nam nào. Điều kiện của Nam là gì? Đây là 6 cộng x từ x bình lớn hơn là bằng 0 ạ. Và x khác trừ 5 phần 2 và x khác trừ 4 ạ. Rồi, tương đương là x thuộc cái gì? Ở trên thuộc cái gì em nhỉ? Rồi, không có biết thì vẽ trục số ra. Giờ giờ bài này ngắt ngứ thế. Nhận là bao nhiêu? Nhận bao nhiêu nhỉ? Là trừ 2 và 3. Trong trái ngoài cùng, vậy đây sẽ là dương âm âm. Có Nam mới hiểu không đấy? Ừ. Sao giờ cái bậc hai này mà xét dấu ngắt ngứ thế nhỉ? X khác trừ 5 phần 2 và x khác trừ 4. Vậy tổng kết lại là x thử thuộc gì thôi? Trừ 2, 3 thôi. Hiển nhiên là x thuộc trừ 2, 3. Hiển nhiên x khác hai cái này rồi. Ok chưa? Nam bây giờ. Nam làm cái gì theo Nam? Nam là cái gì tiếp theo nhỉ Nam nhỉ? Ở đâu rồi? Quên chụp mic, em cũng Rồi. chưa biết phải làm nào. Trời ơi, chế biết là em nhìn bài này cứ mắc các bài trước không? Mày làm phải có tư duy một chút chứ. Nhìn thấy cái chung chưa? Rồi ạ, Mục tiêu mình là bỏ đi cái gì? để bỏ đi cái 6 cộng căn của 6 cộng x trừ căn 2 trừ hạ trừ trừ x bình, Nhận xét là căn là luôn là một số gì nhỉ? để căn là một số dương ạ. Không âm, vậy mình có trừ một. Đã trừ một mình xét căn bằng không đi, căn bằng không. Đây là 6 cộng x trừ x bình bằng không đi. Tương đương gì nhỉ? 6 cộng x Không trừ lớn. x bình bằng không. Mình không ai vế lên, hiểu chưa? X là Rồi bao ạ. nhiêu? Em thấy x bằng trừ 2 x bằng 3. Vậy suy ra bất chính là gì?
Với cân bằng không thì bất phương trình sẽ là gì em nhỉ? Phương trình là không lớn bằng không. Đúng không? Cân bằng không mà. Ok, đúng hay À, sai? vâng. Này đúng ạ, luôn đúng ạ. Đúng, vậy chia ngay là x bằng trừ X 2x bằng bằng 3. trừ 2 và x bằng x bằng 3 Và nghiệm. là nghiệm của bất phương trình. Ừ, bài này thì theo em chỉ chia vào trường hợp thôi. Em thấy bài này chia 2 rồi ạ. Đúng rồi, vì căn không thể âm được, đúng không? Để chưa hai là gì? Vâng. Là căn dương. Em thấy là 6 cộng Căn căn của 6 cộng x trừ 2 lớn mà không, lớn không. căn dương khi nào em nhỉ? Căn dương khi nào? Để khi 6 cộng 6 cộng trừ lớn 6 cộng x trừ x bình lớn không. Rồi, x thuộc bao nhiêu? Giải thôi. Bỏ cái bằng đi, tức là trừ 2 X 3. trừ 2 cho đến 3. Vậy bất phương trình sẽ là gì? Phương trình sẽ là gì nhỉ? Về bất phương trình nghĩa là 2 cộng 2x cộng 5 vậy lớn nó bằng x cộng 4. Là 2x cộng 5, 1 trên Lớn cho 2x cộng 5 lớn nó bằng bằng. x cộng 1 phần x cộng 4 ạ. Rồi bài này mình có được quyền bỏ mẫu không? Đó. Bài này có Bài được này quyền à? bỏ mẫu không? Em thấy bài này em nghĩ là có. Có à? Em Vì nghĩ sao là có? vì thì em thấy mẫu mẫu dương ạ. Vì sao mẫu dương? Thì tử thì phần trên nó cũng dương nên nghĩ phần dưới nó cũng dương. Chắc vì sao tử dương, vì sao ôi, tử dương thì mẫu cũng dương. Đùa rồi, mình trả lời câu kiểu cợt nhạt. Bất phương trình này mình thì biết giải không? Em có Mà chuyển vế mà nhân chéo em đúng không? Mà không bỏ mẫu, nó sẽ vâng. giấu. Có hiểu đây em đấy. À em hiểu cái này thôi. Giờ mày học hành kiểu gì ấy, ngáo ngơ làm tập chăm chỉ, hạn cuối ngày mai nó cho thầy những bài cơ bản nha. Không Vâng. phải mày cứ lừa là mày tập, mày chẳng nhớ cái gì đâu. Vâng. Vâng ạ, à, để đấy chả làm một cái gì để mình nhớ làm sao được. Bây giờ các bài toán dạy mãi rồi, xét dấu dạy mãi rồi, quên hết sạch. Dạng căn cơ bản cũng không nhớ, bài tập có làm đâu mà nhớ. Ý thức tồi nó vừa ấy chứ. Học mới trả hành giờ cái này giải ngắc ngác ngứ. Vì sao dương, vì tử dương mẫu phải thế theo. Chả hiểu mày suy luận ở đâu ra kiểu đấy. Bình thường giải cái này kiểu gì? Là chuyển vế sang rồi nhân chéo lên. Có hiểu không đây này? Chuyển sang là trừ một đây này, lớn bằng không, mày nhớ lại chưa? Đấy thì em biết biết biết, biết rồi ạ. Nhân chéo hết dấu ấy, nhưng mà bài này thì thầy đang hỏi là có làm nhanh hơn được không? Với điều kiện là x thuộc trừ 2, 3 thì mình xem là có thể làm nhanh hơn được không? Mình đỡ phải xét dấu nhiều. Mục đích là vậy. Làm một bài toán phải có quan sát của nó, nhận xét một chút. Nhận xét là x thuộc đoạn từ trừ 2 đến 3 thì 2 cộng 5 bằng số gì? Đấy, cộng 5. Đấy, cộng 5 lớn bằng 0 ạ. Lớn không? Và x Lớn cộng không ạ. 4 có X cộng 4 lớn không ạ? x cộng 4 cũng lớn không? Hiểu chưa? Có hiểu vì sao x cộng 4 lớn Rồi không ạ. không? Rồi ạ, em hiểu ạ. Vì sao? Đây, vì x thuộc 2 phần 3 và 2 cái đấy nó phải là ở dưới mẫu, nó ở dưới mẫu không không được bằng 0 ạ. Trời ơi, không bằng không nhớ âm thì sao hả mày? Đùa, quá chán luôn. Giờ mình kiểu mình học, mình không chịu suy nghĩ một cái gì, bài tập thì lười không làm. Vì sao x thuộc đoạn trừ 2 đến 3 mà 2 cũng nằm ở dương nhỉ? Có ai giải thích được cho nó Có bạn nào giải thích được là vì sao x thuộc trừ 2, 3 mà 2 cũng nằm ở dương nhỉ? Em thấy là em nghĩ là chắc bởi vì
nó thuộc từ khoảng trừ 2 đến 3, nên là dù nó có thay số là âm 1, 0 hay là bao nhiêu thì nó vẫn luôn dương ạ. Ở đây là em thử thử một số trường hợp thôi. Cách hiểu thì có phải đúng đấy, nhưng mà đây là em thử một số trường hợp đặc biệt thôi thì mình mới hiểu nhá. Là 2x cộng 5 dương khi nào? Dương khi nào? Khi x lớn hơn trừ 5 phần 2. Đúng không? Mx lớn hơn trừ 5 phần 2 ấy, có chứa được cái khoảng này không? Đấy. X lớn hơn trừ 5 phần 2 thì nó chứa được cái khoảng từ trừ 2 đến 3 đúng không? Đây này, trục số đây. Đây là trừ 5 phần 2 này. Thì 2, 3 thì nó chỉ là bé bé này thôi. Đây này, đấy, trừ 2, 3 đây. Chứa được chưa? Hiểu vấn đề không nhỉ? Tức là với x lớn hơn trừ 5 phần 2 thì 2 cũng 5 dương không? Thì x thuộc đoạn trừ 2, 3 là con của khoảng này rồi. À, như vậy phải hiểu hai cái một chút. Như Linh nó là thay một số trường cụ thể vào thử cũng được, đấy là một số bài làm nhanh nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Trả lời đùa rồi, có sẵn là khoan làm mày lâu lắm rồi không gửi cho về nhà, chán lắm không bảo mẹ mày, thầy cũng bận học hành tròn hoi vào x nhóm trừ một. Đấy, kết hợp điều kiện. Nhớ là trong trường hợp 2 nhé, là thấy lấy x là sẽ x thuộc trừ 2, 3 này. Lấy x nhỏ trừ 1 này. Vậy x thuộc cái gì? Lấy dao ra, giờ có khi thằng Nam không biết dao của gì ấy. X sẽ thuộc từ trừ 2 đến trừ 1. Ok không nhỉ? Rồi kết luận cuối cùng là x thuộc trường hợp 1 hợp với cả trường hợp 2. Đấy. Những giá trị trừ 1, trừ 2. Vậy sẽ x thuộc cái gì ra? X thuộc cái gì nhỉ? Thuộc từ âm vô cùng đến trừ 1. Rồi hợp với số mấy nhé? Hợp với cả số 3. Số trừ 2 là nó chui vào trong khoảng này rồi. Sorry, từ âm vô cùng. Đây này. Từ trừ 2 đến trừ 1 hợp với số 3. Hiểu vấn đề không nhỉ? Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, các bạn xem lại một chút đi. Đấy. Ok chưa? Hiền ok Có thầy. không? Các bạn học hành hẳn hoi một chút vào, chứ bây giờ cứ bài cơ bản thế này thôi mà cứ à em nhớ rồi, em ngờ ngợ rồi. Bật phát phải làm được ngay. Bây giờ dạng cơ bản phát là làm ngay, cứ bây giờ cứ bài tập dạy bao nhiêu lần rồi cứ không luyện tập thì nhớ làm sao được. Cứ bảo ừ em ngờ ngợ dạng này rồi em nhớ rồi, chứ mày không luyện tập thì mày nhớ vào mắt nào. Làm mà học biết rồi thì phải luyện tập cho nó quen tay để làm cho nhanh, thành ra thành phản xạ đi. Bài tập về không làm một tí nào, lúc nào em ngờ ngợ rồi bực cả mình rồi. Giờ bảo giải thích ngắc ngác ngứ nó chán đời. Học nó nghiêm túc một tí là thì mới giỏi được,
cực nhà thế mày giỏi niềm tin à, mà học để lên lên lớp à, đã bỏ công học thêm rồi thì học để cho nó giỏi, chứ mày học để lên lớp thì mày chẳng cần học thêm cái gì cả, nó cho nó nhanh, mày không cần học gì mày lên lớp, mày chỉ ngoan là được thôi, các thầy cô vẫn nhận cho mày lên lớp, đấy là cái điều cơ bản. Còn đã mất công học thêm thì học để cho nó giỏi thì mới đi học. Rút kinh nghiệm, làm bài cho hẳn hoi và nộp bài tập cho thầy đầy đủ và làm cuốn sách cho đúng hay sai. Không phải lúc nào cũng lười. Dạng số 3 nào là đơn phụ. Đa đơn phụ là thầy dạy các bạn cơ bản thôi, không nâng cao vì thi trắc nghiệm này, nên là mình cũng không muốn nâng cao gì cả. Nếu mà tự luận cơ thì thầy sẽ nâng cao hơn. Còn đây trắc nghiệm thì cứ bình tĩnh thôi, đa đơn phụ. Cái phía bắt công trình này các bạn cố gắng là tối thiểu làm thầy dạng 1, dạng 2 với thầy. Không phải làm hết, làm để cho nhớ dạng. Các bài cơ bản mình làm được thì phải làm cho bằng sạch. Đừng có bỏ bê, làm nghiêm túc vào. Dạy cho giải thích cho bằng hiểu rồi mới chuyển trò chuyện luyện tập lại nhớ làm sao rồi. Cần phụ. Nhớ cái mục tiêu nhé, mục tiêu. Mục tiêu là đặt ẩn phụ đề chuyển, đề chuyển bất phương trình về dạng dễ giải hơn. Đã, mục tiêu là chuyển bất phương trình ban đầu ấy về phương trình nó dễ dễ giải hơn. Nhớ nhé, đặt xong ấy thì mình thu được cái bất phương trình mới đúng không? Thì bất phương trình mới của mình ấy, nó phải dễ làm hơn bất phương trình cũ. Nếu mà chúng mày mà thu được bất phương trình nó còn khó làm hơn thì không nên đặt, hiểu vấn đề không nhỉ? Mục tiêu đặt là vậy, thu được cái nó dễ dễ giải hơn. Các bạn hiểu vấn đề không? Đấy, đấy là cái tư tưởng là như vậy. Thì mình sẽ học cái dạng toán thôi, cái dạng cơ bản nhất của nó thôi. Là cái dạng là xuất hiện. Xuất hiện. Anh đấy. Nhớ này nhé. Xuất hiện epic và can epic thì cái phương pháp làm là phương pháp chung, mình sẽ đặt t bằng can epic, điều kiện là t là bằng không, và nhớ thầy là nhớ là suy ra ngay là gì, nhớ là rút cho thầy ẩn chung, là rút ẩn chung, ẩn chung cho t, chỉ rút ẩn chung thôi, rút ẩn chung ra thì nó không bao giờ bị nhầm dấu, nhớ cái câu đấy nhé, rút ẩn chung theo t đấy. Mình tránh những trường hợp mình nhầm dấu không đáng có, nhớ là như vậy. Thì vấn đề không, rồi tiếp tục nhé, nào mình luyện một số câu cho quen tay này. Quan trọng này, nó năn ná cái phương trình ngày xưa của mình ấy, các bạn nhớ không? Năn ná cái phương trình ngày xưa thôi. Tức là các bạn quan tâm cho thầy là ẩn chung nó là cái gì? Ẩn chung là cái gì? Nào, ví dụ 2 là giải các bất phương trình. Ví 1. Đấy.
là căn của 5x bình cộng 10x cộng 1 lớn bằng 7 trừ 2x trừ x bình. Rồi. Bây giờ nhá, mình quan sát ẩn chung này. À, trong căn, quan sát một chút, trong căn thầy có cái 5x bình cộng 10x không? Nếu thầy đặt 5 ra ngoài đi, đặt 5 ra ngoài nhá, trong còn là gì? X bình cộng 2x không? Chuẩn chưa? Còn thằng này ẩn đây, nếu thầy đặt từ trừ ra ngoài, đặt từ trừ ra ngoài nhá, thì trong sẽ là gì? Đúng là x bình cộng 2x không? Đấy. Vậy ẩn chung mình là gì? Ẩn chung của mình sẽ là x bình cộng 2x. Rồi. Nhưng mà trước khi làm phải điều kiện. Điều kiện cho thầy là gì? Là 5x bình cộng 10x cộng 1 lớn bằng 0. Rồi. Cái này có vẻ hơi xấu nên mình để nguyên. Được chưa nhỉ? Để nguyên cũng được nhé. Nào. Ở đây mình đặt tên bằng gì? Bằng căn của 5x bình cộng 10x cộng 1. Nhớ được cái là t lớn bằng 0. Thế bình phương hai vế lên. Bình phương hai vế lên tức là mình có t bình sẽ bằng gì nhỉ? 5x bình cộng 10x cộng 1 đúng không? Bây giờ của thầy nhé là thầy muốn làm gì? Thầy rút ẩn chung cho t ra là ẩn chung là gì nhỉ? Là t bình này bằng 5 nhân với cả x bình cộng 2x cộng 1. Ẩn chung là cái này này mấy đứa ạ. Vậy mình rút ra cho thầy x bình cộng 2x sẽ bằng gì nhỉ? Không là t bình trừ 1 trên 5. Đúng chưa? Vậy bất phương trình sẽ là gì đây? Phương trình sẽ là gì nhỉ mấy đứa nha? À, tức là mình sẽ có là cái gì đây? Có cái t này, căn là t lớn bằng là 7 trừ đi mở ngoặc. Trừ đi mở ngoặc gì? T bình trừ 1 trên 5. Đúng chưa? Các bạn thu gọn lại cho thầy nó sẽ là t bình, thầy cho kết quả nhé, các bạn quy đồng lên thu gọn lại cho thầy cho kết quả thôi, t bình cộng 5t, t bình cộng 5t à, trừ 36 nó lớn bằng 0. Ok chưa? Nào sẽ giống nhanh cho thầy nào. Ở đây mình có hai nghiệm là gì? Nghiệm là 4 với cả trừ 9 đúng không? Đây là trừ 9 này, đây là 4 này, trong trái ngoài cùng âm dương dương, hiểu chưa nhỉ? Vậy mình có t như thế nào nhỉ? T thuộc gì đây? Âm vô cùng đến trừ 9 hợp với cả 4 đến dương vô cùng, được chưa? Nhưng mà nhận xét là vì t lớn bằng 0 ấy nên là chốt ra lại suy ra ngay là gì thôi, suy ra mình chỉ lấy t lớn bằng 9 thôi, lớn bằng 4. Các bạn hiểu vấn đề không? Vì t lớn bằng 0 mà nên là nên bỏ cái đoạn âm đi, lấy ra vào cho thầy nên mình chỉ lấy t lớn bằng 4 thôi. T lớn bằng 4 là mình có là gì nhỉ? Thế mình có là căn của 5x bình cộng 10x cộng 1 lớn bằng 4. Chuẩn chưa? Hay tên là gì nhỉ? 5x bình cộng 10x cộng 1 lớn bằng bao nhiêu? Lớn bằng 16. Hiểu vấn đề không? 5x bình cộng x cộng 1 lớn bằng 16. Chuyển về cho thầy tức là mình có 5x bình cộng 10x trừ 15 lớn bằng 0. Rồi, lại vết trục số ra này. Mình có hai nghiệm là gì? Hai nghiệm là trừ 3 với cả 1. Đấy, âm dương dương. Vậy mình có ngay x thuộc cái gì thôi? X sẽ thuộc cái gì nhỉ? X sẽ thuộc từ âm vô cùng đến trừ 3 hợp với cả 1 đến dương vô cùng. Ok. Đấy là phương pháp là phụ chung là như vậy. Thầy để cho các bạn 1 đến 2 phút các bạn xem lại cho thầy nha. Các bước làm. Nó ná phương trình ngày xưa thôi mấy đứa ạ. Nó ná ngày xưa mình học thôi, không khác cái gì. Bạn có sao cho thầy đi. Xem có chỗ nào cần hỏi không?
Đấy. Nghe xem có hiểu được không? Các bước làm cơ bản giống hết cái phần công trình lịch sử của mình thôi. Mình cố gắng ngắm cho thầy thật kỹ vào. Đặt ẩn phụ để đưa về dạng dễ giải hơn. Mục tiêu là như vậy. Khánh Linh nghe hiểu được không? Trang Ly ok Ok ạ. nhỉ? Ừ. Tuấn Hải ok chứ? Rồi. Viên Thảo. Câu tương tự nhé, làm nhanh thầy phải cho đúng 3 phút bạn làm thì sẽ gọi. Một câu tương tự thôi. Nhìn ẩn chung nhá, bạn em nhìn ẩn chung là cái gì? Mình rút như thế để tránh tránh sai số với hệ số cái t ra. Nhưng mà trước khi làm phải có điều kiện nhé mấy đứa nhé. Đừng quên điều kiện. Một phút thì gọi nha. Nào. Bạn cho thầy là nó cơ bản thôi nhỉ.
Nhưng tại mình đang học. À, trang ly này. Điều kiện là gì hả Trang? Thưa thầy, điều kiện là x bình cộng 2x lớn hơn bằng 0. Rồi, tức là x thuộc cái gì? Đây là x thuộc âm vô cùng chấm đến trừ 2 hoặc vô ạ. Hợp với cả với cả không đến dương vô cùng. Đấy, ẩn chung là gì anh nhỉ? Ẩn chung không? X này. Đấy, mình làm số trừ 2 ra ngoài xong là gì? X bình cộng 2x đúng không? Em chỉ cần nhìn cái ẩn thôi, hiểu vấn đề không nhỉ? Đặt tên là gì? Đặt tên bằng căn x bình cộng 2x ạ. Rồi vậy, tên là bằng 0 này. Bình phương lên, tức là mình có x bình cộng 2x bằng gì nhỉ? Bằng Bằng t bình cái bình. Vậy khi đó bất phương trình nó sẽ là gì? Y đó. Đợi em tí ạ. Đây, cái này là t này, về trái là t này, về phải là gì sẽ anh nhỉ? bằng tích à Vậy thì nhóm sắc đen rồi, trừ 2 nhân với gì? trừ 2 nhân với cả t bình. Đúng rồi, đấy, cộng 3. Dễ giải hơn chưa? Bất phương trình này ngon hơn chưa? Vâng. Chuyển về sang sẽ là 2t bình cộng t trừ 3 lớn hơn 0. Đấy. Vẽ cho số nhanh, cho thầy hai nghiệm rồi em. Đây là cái đầu là trừ 3 phần 2 với cả 1 ạ. Đúng rồi, ok. Trong trái ngoài cùng với ô này là gì? Trừ ạ. Đúng rồi, đây là dương dương đúng không? Vậy mình có ngay là t thuộc cái gì em nhỉ? Vô Đây cùng là đến trừ 3 phần 2 trừ 3 phần hợp 2 hợp với cả 1 với đến dương vô cả. cùng. Nhưng mà vì sao? Vì t lớn hơn 0 thôi. Em lấy dao này hai cái này lại. Lấy dao lại cho thầy đúng không? Xem ngay là gì? Mình có t lớn hơn 1. Ok. T lớn hơn 1 thì tương đương ngay là gì? Đây là một tương đương là căn của X bình. x bình cộng 2x sẽ lớn hơn 1 ạ. 1 đúng rồi, tức là mình có x bình. Cộng Đúng 2x sẽ lớn hơn 1 rồi. bình. 1 bình, rồi chuyển về sang x bình Chuyển về là 2x trừ trừ 1 1. lớn không. Vậy giải ra x với đi. Đây là x thuộc âm vô cùng đến trừ 1 trừ căn 2 Đúng rồi, hợp với cả hợp với cả từ một trừ 1 cộng căn 2 đến một đến cùng. dương vô cùng. Ok, hiểu chưa? Vâng ạ. Rồi đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, cố gắng làm là hiểu. Mày cái cứ lười lười thì hiểu làm sao được. Ok là chưa? Đấy là những bài giảng cơ bản nhất của mình nhé. Phải nắm được. Đấy đi thi mà làm lại bài này cũng ổn rồi. Luyện thêm một chút nữa thôi. Nó năn ná phần ngày xưa của mình học cái bài đấy ạ. Năn ná, không khác cái gì cả. Giống hết phần bất công trình thôi. Thì cố gắng buổi sau mình ôn tập cái phần gì nhỉ? Buổi sau mình sẽ ôn tập lại từ đầu, ôn thi học kỳ và kết hợp với trắc nghiệm. Là mình luyện thêm một hai câu nữa nhé. Đó là vấn đề buổi sau, buổi hôm nay mình sẽ học nốt môn pháp cuối cùng. Nào, cái câu này thì sao? Tiếp tục. Câu số 3. Nhớ là chỉ rút ẩn chung thôi mấy đấy nhá, chỉ rút ẩn chung thôi.
Rồi. Bài này thì các bạn phải cố gắng nhân phá một chút mới ẩn chung được. Làm thầy này. Nào. Con này không? Tương tự thôi, có gì đâu. Thử làm sai thôi. Nào có ai làm không? Vân à, Vân làm với thầy đi, chả ai làm gì Vân làm. Điều kiện là gì? Alo, điều kiện là gì Vân nhỉ? Kiện là cộng 1 lớn hơn bằng 0 và x cộng 2 lớn hơn bằng 0. Ơi, mày làm cái gì đấy? Con có nợ này. Mày thiếu trường hợp lại quay xét dấu á, mày hiểu không? Nhưng mà để nguyên vậy cũng được. Không phải mày mình mày chia trường hợp phải chia hai trường hợp đấy. Tức là cả hai cùng dương, cả hai cùng âm, em hiểu không? À, bây bất tương đương gì nhỉ? Biến đổi một chút đi, tương đương gì em? Trong căn nhân phá sẽ là gì? Một nhân x cộng 2 ở đâu nhỉ? Mà chưa làm à? X bình, em bị sai ạ. X bình Cộng 3x 3x cộng cộng 2 hơn gì? X bình cộng 3x trừ 4. Rồi ở đây ẩn chung là gì em nhỉ? Ẩn chung là gì? x bình cộng 3x. X bình cộng 3x đúng không? Cái này tên là gì nhỉ? Đặt t bằng căn x bình cộng 3x. X bình cộng 3x cộng 2 t bằng 0. Mình có t bình gì? Là x bình cộng 3x cộng 2. Đó, thế là ngay. À, rút thần chung ra x bình cộng 3x sẽ bằng gì nhỉ? Bằng t bình trừ hai. Ok, t bình trừ 2. Vậy suy ra ngay bước quy trình nó sẽ là gì? Bước quy trình là t nhỏ hơn t bình trừ hai à, t bình trừ sáu. Đúng, bình tĩnh rồi, rút lại thành t bình trừ t trừ 6 lớn hơn không? Đã. Lại vẽ trừ số mini ra đúng không? Vậy sẽ là gì nhỉ? Sẽ là trừ 2 này, đây là 3 này. Rồi, ok. Ở đây sẽ là dấu sẽ là gì em nhỉ? Dấu là âm ở hai bên là dương. Rồi, vậy tương đương tên thì là tên thuộc gì? Thuộc từ khoảng âm vô cùng đến trừ hai hợp Một ba với ba đến dương vô dương cùng, cùng. nhưng mà vì t thì vì t lớn bằng không đúng không, nên mình chỉ lấy t như thế nào thôi.
t ra bằng không, tức là mình bỏ đây không đây, không đây đúng không? Mình bỏ hết giá trị âm đi. Đấy, vậy em chỉ còn là còn lại giá trị gì thôi em nhỉ? Nhưng mình chỉ lấy t nha thôi. 3 đến dương vô cùng. Đúng rồi, lớn 3 thôi. T lớn 3 tức là mình có t bình lớn hơn mấy? T bình lớn hơn 9. Chuẩn chưa? T đang ngay là gì nhỉ? T đang ngay là x bình cộng 3x cộng 2 lớn hơn 9. Hay T đang gì đây? Là x bình cộng 3x trừ 7 lớn hơn không? Nghiệm xấu nhỉ? Cho thầy nghiệm đi. Vâng. Nhưng là hơi xấu Là trừ 3 cộng căn 37 trên 2 và trừ 3 trừ căn 37 trên 2. đấy. Rồi, tức là x sẽ thuộc cái gì? Trong trái ngoài cùng, tức là x sẽ thuộc gì nhỉ? Tập nhẩm đi, trong trái ngoài cùng, tức là từ âm vô cùng đến đâu? Trừ 3 trừ căn 37 phần 2 hợp với cả 3 trừ cộng 3 căn 37 hợp với cả. trên cùng. Ok, rồi đấy là cơ bản đúng không? Quen cái này chưa? Một câu lạ hơn một tí nhé. Nó chỉ lạ một tí thôi nào. Câu này chẳng hạn. Thế giải T thôi, còn lại là giải thích là câu 4 nào. Nào, suy nghĩ thử 2 phút cho thầy. Nào, đặt t trước nha. Mình giải t thôi vì x các bạn về tự làm ở nhà, nhưng mà cái t này kiểu gì nó sẽ hơi khác một chút, các phương trình ẩn t nó cũng không phải dễ giải lắm. Nào, có ai là câu này cho thầy Thùy Linh nào, thử nào. Điều kiện cho thầy. Em thấy điều kiện là x2 lớn hơn bằng Không này, và
x trên cho 2x trừ 1 lớn mà không. 2x trừ 1 khác không? Ok. Rồi 2x trừ 1 khác không? Ok rồi nha. Đấy. Rồi khi đó mình có và t bằng gì nhỉ? T bằng 2x trừ 1 trên căn 2x trừ 1 trên x. 2 trừ 1 trên x. Đây đúng không? Em có nhận xét gì không? Nhận xét là cái x trên 2 trừ 1 nó là nghịch đảo không? Tụi mình xin đang nghe là gì nhỉ? Là căn 2 của x trên cho 2 căn trừ 2 1 nó sẽ là gì? Sẽ là bằng t này. 1 trên t và nó căn gì? 2 và x trên cho 2x trừ 1 nó sẽ bằng gì? Bằng t bình. 1 trên t bình. Vâng. Nhớ không? Rồi ạ. Vậy vậy sẽ bước phương trình là gì? T bước phương trình này là t cộng với 1 cộng 1 cộng cho 1 phần t bình. Lớn hơn gì? Rồi 1 trên t. Lớn hơn 3 vâng. Trên lớn hơn 3 t bình. Trên nhỏ hơn lấy chứng. Rồi bây giờ t dương rồi đúng không? Được phép đường của mẫu quy lên sẽ là gì nhỉ? Mẫu chung là t bình sẽ là 3t mũ 3 và 3t bình 3t mũ 3 cộng t bình cộng t lớn hơn 3 đúng không? Nên là 3t mũ 3 cộng t bình cộng t trừ 3 đúng không? Rồi cái này là cái gì? Mở được bậc mấy nhỉ em nhỉ? Bậc 3. Bậc 3 thì mình chưa xét dấu xét dấu ngay được đúng không? Mình phải dùng hóc, hóc ne. Nhớ hóc ne thì dạy không? Hóc ne thì là trên mình ghi hệ số bậc 3 này. Mục tiêu của thầy nhé là mình tách tách thành một cái bậc nhất. Nhân lấy cả một cái bậc bậc 2 lớn hơn không chưa? Nào hệ số ở đây sẽ là gì? 3, 1, 1, 3. Linh chưa biết nghe cho thầy. Linh biết, cái này không? Biết hóc ne không? Em không nhớ hình như chưa. Nào, ở trên là dòng này thầy ghi hệ số của trừ bậc 3 nhé, tức là 3, 1, 1, 3 này, đúng chưa? Rồi, nhiệm đẹp là mấy? Bấm máy tính nhé, thầy nhiệm đẹp này. Có nhiệm đẹp không? Bấm máy tính thì sao có nhiệm không? Phương trình có nhiệm đẹp không? Không có nhiệm đẹp thì không giải được đâu. Máy tính em nó đang hỏng nên em chưa đi mua được. Bạn nào có máy tính không bấm giúp bạn xem nhiệt này là bao nhiêu. Thầy nghi ngờ chỗ này không nhận đẹp rồi. Nghiệm xấu lắm thầy ơi. Nghiệm xấu, hai nghiệm xấu à? Sửa cả ba luôn ạ. Ừ, thì chắc là toàn không phải mấy. Chắc đề bài ghi đánh máy nhầm lại có thể trừ một nghiệm đẹp hơn. Trừ 1 cho thầy nhé. Thế sẽ là trừ t bình. Nhiệm đẹp thì các bạn mới làm được. Rồi, sửa ra trừ t bình có nhiệm đẹp không? Có rồi ạ, 1 ạ. Ừ, nhiệm là 1. Thì nhớ quy tắc này. Đầu tiên là hạ đầu xuống. Hạ đầu xuống là 3. Hiểu chưa? Nhân ngang cộng chéo. Nhân ngang 1 x 3 là 3. Cộng chéo là 4. Tiếp tục. Nhân ngang cộng chéo tiếp. 1 x nhân... chắc là trừ 1 này, chắc là trừ 1, sau mình quên chơi sửa. Tức là 1 x 3 cộng trừ 1 nó là 2, tiếp tục là 3, hiểu chưa nhỉ? Đây là 0. Vậy, ngoặc đầu tiên là t trừ nhiệm, tức là t trừ 1 còn nhớ không? Trên bậc 3, dưới là bậc 2, hệ số tương ứng nó sẽ là trên bậc 3 này, dưới bậc 2, tức là mình lùi được một bậc, hệ số tương ứng sẽ là 3t bình cộng 2t cộng 3. Đến đây các bạn phải tự làm nốt nha, phải cho kết quả rồi. Đến đây mình xét dấu thôi, hiểu vấn đề không? Để dễ lắm. Kết quả các bạn làm có thể t lớn hơn 1. Hay là t lớn hơn 1. Tự làm nốt thôi chỗ này. Đây là các bước hóc này. Linh có hiểu hóc này hay không? Có, nhưng mà cái chỗ mà 1 x 3 cộng với 1 để ra 4 chứ ạ. 1 x 3 cộng trừ 1, trừ 1. Thầy quên chưa sửa chỗ này, hệ số là trừ 1. Bên cạnh nữa. Bên cạnh là 1 x 3 thì cộng 1 đi ạ. Không. Thì nó phải đây. Em lại lấy cái nhiệm.
Lấy cái này nhân mấy cái số mà tính được ấy. Em hạ đầu rồi nhá. Em tính ra số 2 đúng không? Lại lấy 1 nhân 2 cộng 1 phải ra 3. Dạ. Em lấy cái nhẹ nhân mấy số mà tính được ấy. Em hiểu chưa? Tiếp tục. 1 nhân 3 cộng trừ 3 là ra 0. Đấy, hiểu chưa? Chứ không phải là nhân mấy cái ban đầu. Okay. Cuối tắc này, nhân ngang cộng chéo. Tiếp tục này. Lại nhân ngang tiếp này. Đấy. Lại nhân ngang tiếp. Hiểu chưa? Kiểu như vậy. Về tìm x các bạn tự làm nhé, tìm x quá đơn giản rồi. Nói chung là cố gắng về làm cho thầy dạng 1, dạng 2, dạng 3. 3 dạng là cho quen cái trách nhiệm đấy. Buổi sau hình dạy lớp phần góc. Phần góc thì dạy rồi đúng không? Thì có thể hình buổi sau các bạn làm cho thầy cái phiếu bài tập thì gửi cho rồi đấy. Thì phải cái file phiếu bài tập 8 bài ấy. Làm cho thầy buổi sau thầy chữa được kiểu đấy nhá. Rồi mình ôn tập thi cuối kỳ luôn. Rồi ok, thì thôi, chào cả lớp, bye bye. Em chào thầy ạ. Ừ. Chào thầy ạ. Cảm ơn thầy ạ. Chào thầy ạ. Ok, bye bye.